Mến chào bà con mình đã quay lại với kênh của Nghiên cứu luật Channel. Thì tiếp theo video ngày hôm nay, mình sẽ tư vấn cho bà con những cái thủ tục tranh chấp quyền sử dụng đất và nhà ở cụ thể. Và mình sẽ tư vấn cho bà con về những cái hồ sơ khởi kiện để mà chuẩn bị cho tranh chấp đất đai xảy ra. Vậy thì tranh chấp đất đai theo quy định hiện hành thì được chia thành nhiều loại tranh chấp như sau. Thứ nhất, tranh chấp về quyền sử dụng đất. Thứ hai, tranh chấp về quyền nghĩa vụ phát sinh trong quá trình sử dụng đất. Thứ ba, tranh chấp về mục đích sử dụng đất. Theo đó, tương ứng với mỗi loại tranh chấp sẽ có cách chuẩn bị hồ sơ khởi kiện tranh chấp đất đai. Vậy thì cách chuẩn bị hồ sơ tranh chấp đất đai gồm: đơn khởi kiện theo mẫu, giấy tờ nhân thân của người khởi kiện, bản sao căn cước công dân, chứng minh nhân dân, bản sao, hộ chiếu, giấy tờ chứng minh nơi cư trú của nguyên đơn và bị đơn nếu có, giấy tờ thể hiện chứng minh quyền sử dụng đất, các giấy tờ theo quy định tại điều 100 của luật đất đai hiện hành, các giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất, văn bản mua bán viết tay, giấy bán đất viết tay, di chúc viết tay, giấy tặng cho viết tay, các giấy tờ liên quan khác theo quy định của pháp luật, đăng ký kết hôn, trong trường hợp tranh chấp ly hôn có tài sản là đất đai, giấy khai sinh chung của công chung. Có thể thấy tranh chấp theo từng loại thì hồ sơ tranh chấp đất đai sẽ khác nhau về giấy tờ. Tuy nhiên, đa số người dân là không biết lưu ý và chuẩn bị hồ sơ tranh chấp khởi kiện đất đai, dẫn đến chuẩn bị tranh chấp đất đai có nhiều mâu thuẫn. Theo đó, tương ứng với mỗi loại tranh chấp sẽ khác nhau, nhưng có điểm chung là đối với tranh chấp quyền sử dụng đất thì bắt buộc phải có biên bản hòa giải tại Ủy ban Nhân dân cấp xã phường để chứng minh vụ việc đã được hòa giải tại Ủy ban Nhân dân xã phường theo đúng trình tự tố tụng. Như vậy, bà con phải làm đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai. Bên cạnh đó, kênh của chúng tôi còn hỗ trợ tư vấn quy định thủ tục tranh chấp đất đai cụ thể theo từng trường hợp, và bà con có thể liên hệ chúng tôi để đánh giá hồ sơ tranh chấp đất đai và đưa ra phương hướng giải quyết cụ thể, phương hướng thương lượng tối ưu. Bên chúng tôi còn hỗ trợ bà con khởi kiện về chuẩn bị hồ sơ tranh chấp chuẩn theo quy định pháp luật, tư vấn cố vấn hồ sơ khởi kiện tranh chấp đất đai, soạn đơn khởi kiện tranh chấp đất đai chuẩn và hỗ trợ soạn đơn nộp đơn khởi kiện tranh chấp đất đai, soạn đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai theo đúng quy định của pháp luật, nhận ủy quyền tham gia đại diện thay mặt bà con mình đi làm việc với cơ quan nhà nước trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai, về tư vấn hỗ trợ giải quyết những cái thủ tục sau hòa giải tranh chấp đất đai để bảo vệ quyền lợi của bà con mình. Thì mọi chi tiết bà con có thể liên hệ theo số điện thoại 0847 106639 và địa chỉ trụ sở tại 346 Bến Văn Đồn, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.